Đấy, chết rồi. Mình đọc chỗ này đọc độc độc lập mình đi. Chứ để Rồi. thầy Có chạy 10 vòng không? Chú Chiều có chạy 10 vòng không? Rồi, chỗ này mình kiếm cái gì ăn các bạn ơi. Đi lấy xe nãy giờ đói rồi. Đậu chỗ này là em có một bên hả? Bên này tao đâu có chen được. Thường á thì tôi đậu khoáng ở chỗ này tôi đậu à. Bên đây cũng rộng nè. Bên đây mà nó quẹt mình nữa thôi không biết sao nói. Thôi vậy cũng em mà. Đây ăn cũng đông dữ ha. Anh uống Heineken hay là Sapporo? Đây là bia Nhật. Bia gì của Mỹ anh tập tôi hoài đó anh. Không có hả? Anh thử cái bia Nhật đi. Thử bia Nhật coi. Có uống được một chai không? Dạ không có. Three Sapporo. I have a Coke and a Sprite. Thank you. Do you get some more out? Sure. Oh, nó có kìa. Đến đây đợi anh. Ừ. Đây đem con mới ra. Em gấp cho anh đó. Em gấp luôn cho chị nè ha. Rồi. Với là ai ăn thì ăn ha. Rồi đúng rồi. Anh cứ coi phim nha. Ngon quá. Rồi, anh lấy cái dĩa đi ha. Rồi. Không nó còn không nó chửi à. Đồ ăn nhiều quá các bạn ơi. Em lấy gì em? Cái gì vậy? Ôi tờ anh lấy được một dĩa đắng á. Dĩa hả? Ừ. Ôi tờ này. Mà nó làm chắc khác cái này quá. Nó lấy cái này thứ hai ba con coi. Thôi ba con thôi. Tôm. Rau. Cá. Mì sushi.
Đây, hôm nay mình đi lấy thạch là lại đây mình ăn buffet các bạn ơi. Con nghĩ anh nói không? Dạ, thì là dễ lắm. Nếu mà là thuê hai thì là một khác gì đó cái gì? À, con trả một ngàn, hai ngàn. Đây, đuổi hết đây. Ngon. Ngon cũng y hết từ Việt Nam thôi. Nóng lạnh hả? Chắc là có lẽ là nóng lạnh. Chứ ở đây nó đâu có nuôi ếch hả? Có ếch nóng vậy chị. Có không? Này với sườn heo. Anh biết đó. Từ ở đằng xa đó. Nhìn anh đó. Một là công này khủng. Hai là anh rất là hết lòng. Đúng là một người blogger. Làm như trước mà. Anh không biết. Nói vậy á. Nghĩa là rất là hết lòng về cái nghề của anh. Từ đằng nhiều xa khi, thấy vừa nhiều ngang, khi người ta nói khổ sở chị chăm cái gì đó. Nhiều khi người ta nói ông này khùng như vậy. Nhưng mà không biết là không biết khùng. Hết lòng dễ sợ. Tại vì đam mê. Quá đam mê. Thiệt tình. Xa mà. Ở ra mà thấy gì ăn gì quay hả? Nó tới nó mang y chang như vậy. Nó thấy che chú xong chú cho nó 140 đô. Cú lì xì cho nó. Cái người á, lúc mà họ ra đi á, mà lúc mà con mới nhận con ngựa của con á, ok, mà để đi làm rồi để đi chiến đấu đó, con phải make sure cái người đó vui nè. Có nhiều người đó, ở trong video con quay đó, họ lái xe đi qua tiểu bang này, tiểu bang kia, chiếc xe truck bự gì nữa, và hẹn gặp nhau ở đâu, rồi xong rồi nó thả chiếc xe xuống, xong là chỉ bắt tay. Trời ơi, chú nhìn cái đó là chú thấy là thằng đó là sẽ chết. Bởi vì cái thằng mà nó trở lại chiếc xe truck để nó lái đi á, nó sẽ nhìn con với một cặp mắt không có thiện. Cũng giống như nè, cái dĩa bị sạch rồi, cái người. Cái dĩa bị xào này nè. Hồi nãy chú lấy đó, mà chú không có vui. Chú ăn là chú biết có chuyện. Là vì cái thằng lúc sau á, nó đứng đó mà nó mể. Mà toàn là ba tàu không. Ai cũng là đòi nó xào, chiên xào. Mà cái mặt của nó là một đống. Không, thường cái người đứng xào á, cái mặt này có đống thôi. Thì bây giờ xử sao? Thì đâu kệ đi, nín đi mà lấy đi thôi. Thôi dẹp đi, không có như vậy. Mất là 5 đô. Yeah. What is your name? Tên gì? Nói chứ, tên Mai. Chị Mai ơi, quá trời ngon. Cho anh gửi cái này nha. Không dám lấy không chú? Nó lấy. Là coi như chị ăn cái đó, chị không có đau bụng. Anh chỉ cho chị cái này, mà chị biết học của ai không? Của người Tàu. Hiểu không? Nghĩa là những cái người mà họ hiểu biết đó nha. Là anh nhớ là anh phải make sure người ta đầy đủ. Hồi nãy là không cần cho, là vì cái đó nó cứ lưu như vậy rồi. Còn nếu mà cái con nhỏ đó mà một mình con á, một mà cái con mà đầu tiên á, mà nó đi từ A cho tới Z á, là chú nói với con em, một là mày bóc ra 50, mày đưa nó, chú có để sẵn 50 túi rồi. Hai là tao bóc ra. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, 50. Con hiểu không? Con biết hả? Nó tới nó đưa chú áo jacket, bịch, nó đưa một đống. Cứ lừa cho nó 140, rớt là vui. Không có được để cho người ta ra đi mà mày tưởng là mày thắng, là mày đã thắng cạnh. Mày không có thắng đâu, mày sẽ trả sau này. Nhớ cái điều đó. Như bữa mình ăn bốc thê đó con. Dạ, mặt một đó. Cho bà 20 đô á. Trời ơi, phục vụ hết, trà uống gì đem theo luôn á. Phải như vậy. Mà gì, tiền phải đi trước. Đúng rồi. Đưa trước, đừng có đợi ăn xong rồi đưa. Đồng tiền trước là đồng tiền khôn. Tao nói đồng tiền trước là đồng tiền khôn. Em cũng như mà sau này thấy cái bị cắt thành như là phải cần. Bởi vì mọi người không, mọi người đều vui hết. Không có ai giận mình. Mình phải nhìn. Không có ai giận mình đâu. Không có ai đòi cái gì ở nơi mình đâu. Cái thằng này nó đòi nè. Đi lấy thử cái mì đi. Cái mặt nó buồn. Ha 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 ha
15.000 à, chứ không có nhiều. Đây các bạn xem có đẹp không? Chỉ có 15.000 thôi. Là của cái chú chuyền này chứ không phải là của tôi các bạn. Tôi mượn đeo thử. Của đại gia. Rồi giờ bay ha. Rồi hẹn ngày mai gặp lại. Rồi 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 bay. Muốn cho nó kêu mà. Ừ. Đó giờ đóng cửa lại hết kêu nè. Rồi bắt đầu về. Thông minh hơn con người nữa. Mình nhiều khi còn quên rồi chứ nó không quên ha. Nó nhớ. Nó máy móc mà. Rồi. Vừa ra tới xe là bắt đầu tự động bụp cái mở cửa, trái bố mấy cái đèn ra thì mở cửa xe liền. Công nhận phải nói. Quá thông minh luôn. Nguyên một cái iPad á. iPad khổng lồ. iPad khổng lồ. Biết bao nhiêu chức độ chức năng của nó, chế độ chức năng của nó. Đó, sử dụng đường đi, hướng dẫn đường đi. Rồi. Khi đi thi á, nó kêu anh turn rơi, là quẹo phải, turn left, turn left, quẹo trái. Chắc đi chơi lót rồi về tuần sau chắc chú lấy bằng lái à con. Dạ. Chú học lấy bằng lái. Học mà phải đăng ký trước mới thi hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Đăng ký khoảng. Thì chắc phải mướn thầy hướng dẫn. Trước, vậy là phải nói ở nhà. Dạ. Bây giờ nếu mà để vô được á, để vô. Đăng ký. Rồi người nào dạy. Dạ. Vậy nói tìm đi xong về cái cho biết ngày. Cái lu bu lắm á. Dạ. Cô nghĩ là chú mà thi được rồi, nếu mà đậu luôn á, cái có cái bằng vậy xong về bển mấy tháng qua, qua mấy tháng cái sau này mình mua bảo hiểm nó cũng rẻ hơn. Dạ. Thấy không? Được năm mà bằng lái được năm sau mới mua bảo hiểm nó đỡ hơn. Dạ. Chứ bằng lái mới mua bảo hiểm liền. Không cần mua liền. Dạ, đúng rồi. In 0.2 miles, turn right on in 2 miles at exit number 38 for High Street. Take the red light. Đang chạy trên quê bay. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.